Hey, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn anh khách mấy anh khách ở Cà Mau để đấu cái biến tần ha, lắp cái motor. Thì hiện tại motor này thì mình bán cho ảnh đây 7,5 người đây. Ủa sao này sát như vậy? Rồi này hình như gắn ngược rồi, cái nắp này, cái đầu này mấy dưới. Rồi cài đi. Cái đầu này. Đây anh em, 550kW nha. Cái con này mình đang đấu là 3 pha 200V rồi. Đây mình đang cho vô biến tần đây anh em. Nè, cọng dây này vô biến tần nè, đó. Ba cọng dây vô ha. Đây biến tần đây. Biến tần của mình đang có điện ha. Điện. Ha. Và cái điện nguồn vô á là điện 2 pha 1 pha nha anh em. Đây, cái nguồn vô đây. Là cọng dây này mình đang cấu với nguồn điện 1 pha mình. Và biến tần báo là có điện rồi nha anh em. Đây. Thì bên mình sẽ đấu sẵn cho anh em ra như vậy. Thứ nhất là có hai cọng dây để cho điều khiển để chạy ha. Anh em về chậm lại, còn không thì anh em làm công tắc hoặc là anh em đấu trực tiếp. Tại mình đấu như vậy mục đích là anh em nào có xài bơm hơi thì gắn cái này vô đời le, còn không xài bơm hơi thì anh em chậm lại trực tiếp, chậm lại là nó chạy nha. Còn cái núm timer này là để anh em chỉnh tốc độ nha anh em, chỉnh tốc độ ví dụ đang 60 hẹt đây, rồi chập cái này là cỡ đừng có điện đó, chập là có điện đó đó. Đây chập lại ha, là motor chạy nha anh em. Đó. Chập lại là motor chạy ha. Và đây tần số lên nha anh em, thấy là được 60 hẹt rồi ha. Và mình có thể chỉnh được tần số luôn. Anh em ví dụ như anh em nuôi tôm, nuôi cá, nuôi gì đó, điện yếu thì anh em chỉnh xuống khoảng chừng 40 hẹt, 30 hẹt thôi, chạy từ từ thôi. Ví dụ đủ điện anh em chạy 60 hẹt, 50 hẹt motor, đây đang 40 hẹt đây. Ha, 40 hẹt motor chạy chậm nè. Đó. Ha. Anh em xài này thì thứ nhất là ví dụ như anh em bị mất điện hay gì đó, mất khoa hay gì đó thì nó báo biến tần báo lỗi rồi ha, nó ngăn không bao giờ cháy motor anh em nha. Đó, ví dụ anh em xài cái biến tần này không bao giờ cháy motor ha. Rồi để mình cho chạy hết tốc độ đo ampere cho anh em xem. Dây nào đây, rồi đo ampere đi. Lấy hai kìm á. Đây nè, 9.2 ampere nè ha. Đúng với motor 7,5 nha nè. Khoảng 10 ngựa 10 ampere, 11 12 ampere là ok. Ha, đó. 9.2 nè. Ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái bài test cho anh em ha, rút thử một pha ra coi nó có biến tần có lỗi không ha. Lấy hai kìm gần rồi. Hai cây. Để tao mày. Để lại đi. Để đó. Đó ở đây đứng rút cái điện thôi. Rồi mình sẽ test thử, ví dụ như anh em mình sẽ rút một pha ra. Rút thử một pha ra, ví dụ như mất một pha, ví dụ như bị một cái trường hợp nào đó. Mà anh em ù vẫn chạy luôn ơi. Đúng rồi. Không có lỗi. Chán một không? Mất một pha vẫn chạy. Mà vô tải á. Vô tải báo lỗi đúng không? Trời ơi tắt đi. Vô tải sao lấy gì? Không được lấy gì chứ vô con kìa, lấy vô con kìa. Vô con kìa chịu nổi. Thôi con thấy nó bay động cái này. Để mình cho vô tải thôi rồi. Ngoài luôn thử. Xích trong chứ xích trong. Ha, à, vậy cái câu đầu của mình nói là tầm bậy nha anh em. Rồi muốn stop bấm stop thì mình rút cái này ra thôi anh em. Ha, hoặc là mình rút ngắt điện thôi nha. Đây cái dây điều khiển. Mất pha nó sựng rồi. Mất một pha nó sựng nha anh em. Biến tần thì giật tê tê thôi chứ nó không ấy nha. Đó, vậy là chạy thôi. Nó chạy từ cái tần số thấp lên tới tần số cao. À, 60 hẹt ha. Buông ra là ngưng. Thì này về anh em bắt công tắc hay gì đó anh em tùy tùy anh em thôi. Còn cái núm này thì anh em gắn ở đâu đó để anh em đâu ấy thôi, để chỉnh hẹt thôi. Đây, thì cái video này mục đích là để
hướng dẫn anh em về lắp thôi ha. Tại mình bán thì mình sẽ ra một cái cụm như vậy, dây thì mình sẽ ra sẵn cho một khúc gì cho anh em về biết mà đấu vô thôi nha. Đó, hôm nay mình làm giao được mấy con đó nè, này nha. Đó. Rồi, ok, chúc chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.